Biệt đội bất hảo ra mắt năm 2014. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường của bộ phim siêu hay này rồi. Liên tiếp là những án mạng xảy ra ở những tập trước đó, nhưng đa phần những vụ án đều không liên quan đến nhau. Nhưng ở video này, Tẻm Review sẽ cùng các bạn tìm hiểu tiếp tập 7-8-9 của bộ phim siêu hay này, sẽ mở ra những nút thắt lớn hơn. Vì sao biệt đội bất hảo được Vu Tắc thành lập? Liệu có lẽ nào chỉ là để điều tra những vụ án hóc búa mà cảnh sát không điều tra được, hay thực chất là một âm mưu sau đó? Tập 7 bắt đầu khi Tesu, sát thủ chém thuê được đưa ra khỏi tù cùng Ma Đông Súc và Zombun. Họ là được triệu tập để điều tra một vụ hóc búa. Ở đây người chết là sư phụ của Tesu. Ông ấy bị kết liễu với một nhát dao vào động mạch, một nhát ngọt lịm và không hề có dấu vết được để lại. Đây ắt hẳn là một kẻ chuyên dùng dao sở trường và hắn cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Vài ngày sau, Tesu lại nhận thêm một tin dữ khác. Cậu em sát thủ đã tự kết liễu mạng sống của mình. Điều tra kỹ hơn thì thấy rằng trên hung khí giết sư phụ của Tesu có vân tay của cậu em kia, nhưng cậu em đó không thể nào là hung thủ, bởi cậu ấy và Tesu đều vô cùng kính trọng sư phụ. Với cả cậu em này có khả năng dùng súng rất đỉnh, còn dùng dao thì dở tệ. Sát thủ đã giết sư phụ phải là bậc thầy về dao giống như Tesu vậy. Không tin cậu em thân thiết tự tử như vậy. Tesu tiếp tục điều tra, được biết sư phụ của Tesu có 3 đồ đệ là 3 sát thủ ông ấy nuôi dạy từ nhỏ, huấn luyện trở thành kẻ có thể giết người mà không để lại dấu vết. Trong 3 người thì có 1 người sở trường là dùng súng, 2 người sở trường là dùng dao. Người sở trường súng là cậu em đã tự tử. 2 cao thủ dùng dao trong đó một là Tesu, kẻ còn lại tên Dung Su, hắn ta là người mà Tesu nghi ngờ nhất lúc này. Tesu đi đến tìm người trung gian, ông già này có nhiệm vụ là người chuyên giao việc cho những sát thủ. Nếu một ai đó muốn giết một mục tiêu, họ sẽ liên hệ những người trung gian như ông già này, để ông ta liên hệ và giao việc với sát thủ. Tesu hỏi ông già rằng Dung Su đang ở đâu thì ông ta bảo không biết, nhưng ông ta giới thiệu cho Tesu một tên người trung gian trẻ khác, có thể hắn sẽ biết Dung Su ở đâu. Trùng hợp thay, tên người trung gian trẻ này lại từng gặp Tesu trước kia, bảo Tesu hãy giết Zombun nhưng bị anh ấy từ chối. Kết quả bị tẩn cho bầm dập, Tesu đến tìm hắn ta lẻn vào trong ngồi sẵn. Tesu nhanh chóng tra hỏi hắn vì sao muốn giết Zombun và nhận được câu trả lời rằng một vị khách đã tới thuê hắn. Vị khách này có con từng bị Zombun giết, ông ấy muốn trả thù cậu ta. Tên người trung gian này đã giúp vị khách đó tìm sát thủ giỏi đó là Tesu, nhưng anh ấy đã từ chối, vậy hắn ta đã tìm đến Dung Su, có thể nói là đồng môn của Tesu với kỹ năng dùng dao cực đỉnh đi để giết Zombun. Nhưng việc này có liên quan gì đến việc sư phụ và cậu em thân thiết bị giết? Lý do là vì, trong điều khoản mà vị khách hàng kia đặt ra, nếu khi đưa yêu cầu trừ khử Zombun mà Tesu không đồng ý, thì Tesu sẽ phải chết. Sau khi Dung Su được thuê, hắn ta đã đồng ý điều khoản này. Cậu em trai và sư phụ đã biết điều đó và cố cảnh báo, nhưng cuối cùng lại bị chính Dung Su trừ khử. Bên kia, Vu Tắc và Jumi điều tra ngôi nhà của cậu em thân thiết với Tesu. Họ tìm ra nguyên nhân cái chết là bị sát hại chứ không phải tự tử. Cậu ấy bị một kẻ lén dùng dây thắt cổ tại nhà riêng, sau đó in dấu vân tay cậu ấy lên con dao đã giết nhằm đổ tội. Trong khi đó, ông chú Ma Đông Súc và Zombun bị một đám người tấn công. May ông chú ở đấy giải cứu, dùng nắm đấm uy lực mà tẩn từng tên cho nằm sàn hết. Nghi ngờ đám người này là do đại ca mình cử tới, ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn khử Zombun sao? Hai người họ tới tìm Đông Bang, Zombun sẽ ở dưới để ông chú Ma Đông Súc lên trên. Tên đàn em lần trước đi ra bị ông chú đấm cho lệch hàm vì dám cản đường. Vào trong, ông chú Ma Đông Súc hỏi tên nào đứng sau đã ra lệnh giết Zombun. Kẻ đó đáng sợ lắm sao? Nhưng Đông Bang nói rằng đám người đó không phải do Đông Bang cử tới, ông ấy đã từ bỏ việc giết Zombun rồi. Lúc này bên dưới, Zombun đứng một mình bị một kẻ lạ mặt đi qua chạm vào một cái mà đã kịp đâm một nhát chí tử. Tên này đích thị không tầm thường, Zombun chỉ nhận ra khi thấy máu chảy xuống, bắt đầu choáng váng thì may Ma Đông Súc đã tới, nhanh chóng đưa Zombun đi cấp cứu, cậu ấy đã may mắn qua khỏi. Tesu lúc này vội tới thì gặp Vu Tắc ở đây. Zombun bị đâm chỉ bởi đúng một nhát nhưng nhát đâm lại rất chuẩn, nhắm tới đúng bộ phận quan trọng trong cơ thể. Tên dùng dao này có kỹ năng cũng phải ngang ngửa với Tesu. Tesu sau khi nghe về chuyện vừa xảy ra, đã quay lại gặp tên trung gian để hỏi về tên Dung Su. Hắn chắc chắn là kẻ đứng sau chuyện này, nhưng đến khi quay lại thì thấy tên trung gian đã uống thuốc nghèo. Tesu nhanh chóng dùng điện thoại của hắn lần theo thì quả nhiên tìm được tên Dung Su. Hắn ta giờ đã trở lên tàn nhẫn, xuống tay sư phụ và cậu em quen biết mà vẫn tỏ ra như không. Hắn còn nói rằng giống như yêu cầu từ khách hàng thì bằng mọi giá Zombun sẽ phải chết. Hắn đã cử một tên đàn em tới lén bơm thuốc độc vào túi truyền nước. May mắn kết quả ông chú Ma Đông Súc đã bắt quả tang, đấm tên sát thủ đàn em túi bụi. Tên sát thủ tung những cú đấm nhưng có vẻ cũng nhẹ hều. Mấy quả đấm kiểu này thời còn trong giang hồ ông chú đã lãnh đủ, chẳng sát thương mấy. Nhưng đến khi Ma Đông Súc đáp trả, tên kia nằm sàn muốn thở oxy tới nơi rồi. Tặng thêm mấy cú nữa cho tên này ngất hẳn luôn.
Trong khi đó, Tae Su và Jung Su lao vào đấu nhau kịch liệt, với những cuộc đấu của những kẻ từng chung một thầy mà ra, sẽ đều rất khó phân thắng bại, bởi kỹ năng được dạy đều như nhau, họ giống như đang đấu trước gương vậy, thậm chí Tae Su và Jung Su còn chuyên dùng dao nữa. Tae Su vì không mang vũ khí nên bị chém một nhát vào vai, nhưng anh ấy đã nhanh chóng lấy lại lợi thế, dùng miếng gỗ mà khống chế tay Jung Su rồi nhặt một mảnh gỗ dưới đất, dùng nó rồi đánh vào các sơ hở của đối phương. Tên Jung Su dần đuối sức rồi bị đâm một nhát. Tae Su ôm người mà có lẽ anh ấy coi như anh trai. Tae Su không muốn làm điều này chút nào, vì Jung Su là người thân thiết cuối cùng của anh ấy. Thật quá đau đớn khi nơi mà từng được coi như gia đình lại quay sang tàn sát nhau như vậy. Nhưng cuộc đấu cuối cùng cũng kết thúc khi Jung Su gục xuống. Tae Su sau cái chết của người coi như anh trai, anh ấy thề sẽ không bao giờ giết người nữa. Tae Su lững thững đi đến trước nhà của chị gái So Jong. Anh ấy định thừa nhận rằng mình đã giết chồng cô ấy, nhưng Tae Su đã dừng lại, chỉ nói với So Jong rằng giờ đã hiểu cảm giác mất những người quan trọng với mình là như nào. Bên kia, điều có thể chắc chắn là sau những vụ ám sát Jong Moon bất thành, người phía sau muốn giết cậu ấy từ trước đến giờ vẫn chỉ là một người. Người có thể ra lệnh cho Đông Bang giết hộ, thuê cả sát thủ thì hắn ta chắc chắn không tầm thường. Jong Moon trước kia do không thể ghi nhớ nổi những vụ án mình đã gây ra, vì vậy anh ấy đã thuê một tên thám tử bám theo mình, chụp lại ảnh xem Jong Moon đã đi những đâu và có thật sự giết những nạn nhân đó không. Jong Moon sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện đã đến tìm tay thám tử đó. Kết quả là theo như tên thám tử đó kể lại, anh ta đã thấy Jong Moon bám theo các nạn nhân trước khi họ chết. Ngày hôm sau khi cảnh sát phát hiện án mạng, anh ấy cũng tới hiện trường nơi mình đã gây án. Dù rằng tay thám tử kia không vào trong chứng kiến tận mắt, nhưng cứ nơi nào mà Jong Moon tới thì lại xảy ra án mạng. Kẻ sát nhân không là anh ta thì là ai? Thậm chí một lần, trong khi đang theo dõi Jong Moon, tay thám tử đã bị một cú dựng tóc gáy. Jong Moon đã từ từ quay lại nói với tay thám tử đang lén theo dõi phía xa, tao đã giết tất cả bọn chúng. Sau đó anh ta nở một nụ cười ám ảnh. Lúc này bên ngoài, Gu Tak đã ở đây nghe thấy hết, khuôn mặt không mấy bất ngờ mà thay vào đó là tức giận. Bạn nhớ Gu Tak có một cô con gái bị sát hại không? Một trong số những nạn nhân từng bị Jong Moon giết cũng có cô con gái của Gu Tak. Ông ấy đã biết từ trước nhưng nghe xong những điều đó, càng khiến những kỷ niệm đau đớn ùa về. Jong Moon đi ra ngoài thì Gu Tak đã bám theo. Ông ấy định dùng súng rồi chút cơn giận của mình thì Jumi đã tới đây, nhanh chóng cử người đưa Jong Moon trở lại bệnh viện. Gu Tak lúc này cũng nhanh chóng bám theo tìm thời cơ. Trong khi đó, Jumi ngồi trên xe của tên công tố viên Oh. Cô ấy được biết mục tiêu của hắn ta khi gia nhập biệt đội bất hảo là vì hắn muốn biệt đội bất hảo tan rã, bởi trước kia lục lại vụ án đầu tiên của Jong Moon trước khi cậu ta trở thành sát nhân hàng loạt. Jong Moon trở về nhà và nhận ra bố mẹ mình bị hai tên trộm sát hại. Cậu ta đã điên tiết rồi giết chết hai tên trộm kia. Vụ đó cách đây 3 năm, tên công tố Oh đã nhận vụ của Jong Moon. Kết quả Jong Moon với sự giúp đỡ của vị công tố giỏi được thả với lý do là tự vệ. Sau khi Jong Moon được thả thì ngay lập tức những vụ án đã liên tiếp xảy ra. Jong Moon bị kết tội gây ra những vụ án đó. Công tố Oh vì quá hối hận đã nghỉ việc, nhưng sau khi nghe biệt đội tội phạm bắt tội phạm, bắt xong sẽ được giảm 5 năm án tù. Anh ta quyết định không để cho Jong Moon có cơ hội ra ngoài lần nữa, nên đã quyết định phải giải tán biệt đội bất hảo bằng mọi giá. Trong khi đó, Gu Tak trở về phòng của Jong Moon, chĩa súng muốn kết liễu cậu ấy nhằm chút cơn giận, nhưng Jong Moon lúc này nói rằng mình không phải kẻ giết người. Nếu Gu Tak muốn chút cơn giận thì cứ bắn, còn muốn tìm ra chân tướng sự thật thì hãy giúp cậu ấy. Kết quả Gu Tak cũng đổi ý mà giúp Jong Moon. Nhưng nếu điều tra rõ ràng rằng Jong Moon là kẻ giết người, thì Gu Tak sẽ làm điều ông ấy đã định. Gu Tak tháo còng điện tử cho Jong Moon rồi họ tiến hành điều tra. Họ điều tra được tới nhà của ông bác sĩ từng phụ trách điều trị cho Jong Moon. Điều đặc biệt là ông bác sĩ này có cách điều trị vô cùng kỳ lạ. Mỗi lần đều cho Jong Moon uống một viên thuốc màu trắng đỏ. Hiện tại thì ông ta đã nghỉ việc rồi. Bên kia, Jumi nhận được tin tên sát nhân trời mưa trong tù đã chết. Điều tra thì được bảo là tự tử nhưng Jumi biết là không phải. Vết thắt trên cổ chắc chắn là do bị siết cổ từ phía sau. Ai có thể giết hắn ta được? Cô ấy quay lại hỏi ông ủy viên. Bởi trước khi tên sát nhân trời mưa bị báo là chết, ông ủy viên đã tới thăm hắn. Đến hỏi thì chỉ nhận được những câu úp úp mở mở. Ông ủy viên kể rằng, lúc ông ủy viên đến nhà tù thăm tên sát nhân, ông ấy đã rất nhân nhượng, nói rằng nếu hắn ta thật sự biết sám hối vì đã giết con trai ông ấy, thì ông ủy viên sẵn sàng tha thứ cho hắn, mong sẽ có chút thanh thản và nhận được lời xin lỗi từ tên sát nhân máu lạnh. Nhưng tên sát nhân lại trơ trơ không có chút hối cải, nói rằng hắn sẽ ăn uống tắm giặt đều đặn cho thật khỏe mạnh, đến khi ra tù hắn sẽ tới tìm ông ủy viên. Và kết quả như nào ai cũng biết, ông ủy viên đã cho trừ khử tên sát nhân. Jumi nhận ra điều ông ủy viên đã làm, nhớ lại rằng chính biệt đội bất hảo cũng từ ông ủy viên mà ra, không thể tin vào cấp trên nữa. Jumi quyết định sẽ cùng công tố Oh giải thể biệt đội bất hảo. Theo như công tố Oh, anh ta nói rằng mấu chốt để biệt đội bất hảo giải thể sẽ phải tìm ra ai là người đứng sau ra lệnh muốn trừ khử Jong Moon. Chỉ cần tìm được ra biệt đội sẽ tự tan rã mà chẳng phải làm gì. Phía bên kia, sau khi Gu Tak và Jong Moon tìm được tên bác sĩ từng điều trị cho Jong Moon,
hắn ta thấy Rong Mun tới thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy, kết quả bị Vu Tắc bắt được. Nhưng điều bất ngờ xảy ra, Rong Mun lúc nãy đã thấy Vu Tắc nghe lén, chĩa súng về phía anh ấy, cảm giác không thể tin tưởng Vu Tắc nữa liền giật điện để ông ấy bất động, sau đó liền lôi tên bác sĩ đi. Tên bác sĩ sau khi bị tống vào xe, hắn đã kịp trích một mũi thuốc mê vào chân Rong Mun. Đến khi Rong Mun bất tỉnh, hắn liền lái chở cậu ấy đi. Bên kia, Vu Tắc gọi Rong Mun không được bất lực bỏ về, điên tiết đập phá đồ đạc thì Jumi vào. Jumi hỏi rằng có phải chính Vu Tắc là kẻ đứng sau mọi chuyện, là kẻ đã 5 lần 7 lượt ra lệnh muốn giết Rong Mun không? Vu Tắc lúc này ngẩng lên, kèm với một nụ cười mờ ám nói rằng, đúng vậy, giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự thật. Quay trở lại 2 năm trước, thời điểm có thể nói là nút thắt của tất cả mọi chuyện. Lúc này những vụ án mạng cứ nối tiếp nhau xảy ra, cách thức gây án giống nhau, họ không tìm được hung thủ vì kẻ thủ ác đã dùng dầu hỏa trắng để rửa dấu vân tay mình trên xác các nạn nhân. Cuộc điều tra càng khó khăn hơn. Vu Tắc lúc đó đã nhận điều tra vụ án này. Con gái Vu Tắc lúc đó vẫn sống và là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn, đầy triển vọng, đam mê học đàn piano. Cô ấy giỏi đến nỗi giáo viên dạy thêm còn phải trầm trồ nói rằng Vu Tắc nên sắp xếp cho con mình đi du học nước ngoài, chứ giờ ở Hàn Quốc thì sẽ phí tài năng của cô ấy lắm. Nhưng là một vị cảnh sát nghèo, chi phí đi du học rất lớn, làm sao Vu Tắc đáp ứng được. Trùng hợp vào thời điểm đó, Đông Bang đang cùng cánh tay phải đắc lực là ông chú Ma Đông Súc xâm chiếm địa bàn ở Seoul. Với trợ thủ đắc lực là ông chú thì chẳng mấy chốc Seoul sẽ về tay họ. Nhưng để thôn tính toàn bộ Seoul mà không sợ cảnh sát sờ gáy, Đông Bang đã định hối lộ một khoản tiền là 50 triệu won cho Vu Tắc, để ông ấy làm lơ trước sự bành trướng của băng đảng Đông Bang. Bản chất vốn dĩ là cảnh sát cương trực, ghét nhất những kẻ chuyên hối lộ đút lót, Vu Tắc đã thẳng tay đánh luôn Đông Bang mà không hề chần chừ. Nhưng sau đó, trở về thì thấy con gái vì thương bố một thân một mình kiếm tiền. Cô ấy đã đi kiếm việc làm thêm và bị lừa, còn bị chúng đánh cho nhập viện. Vu Tắc điên tiết đến tìm tên đã đánh con gái mình, chút hàng loạt cú đấm trời giáng lên hắn ta. Tại sao người nghèo như họ phải chịu vào cảnh này cơ chứ, nghĩ cho con gái. Với khoản tiền 50 triệu won, Vu Tắc có thể đưa cô ấy đi du học. Kết quả đã đồng ý nhận tiền hối lộ, nhưng Vu Tắc có một yêu cầu. Trong quá trình chiếm Seoul đủ thứ tội trạng từ tấn công bạo lực đến hành hung, Đông Bang nếu bị truy cứu rõ thì khéo sẽ đi tù mọt gông. Vu Tắc đã tạo điều kiện bảo Đông Bang hãy giao Ma Đông Súc cho ông ấy, đổ hết tội trạng lên đầu Ma Đông Súc là được. Đông Bang ban đầu phản đối, nhưng sau cùng cũng nghe theo Vu Tắc. Vậy Ma Đông Súc phải vào tù trong 28 năm, lãnh hết tội trạng. Vu Tắc sau đó cũng quay trở lại làm việc, tiếp tục điều tra vụ án mạng hóc búa kia. Ông ấy cùng các anh cảnh sát đã phải xem và điều tra lại toàn bộ camera giám sát lắp đặt tại các trạm xăng. Kết quả đã tìm ra một thanh niên hay tới mua dầu hỏa trắng, đó là Rong Mun. Họ nghi ngờ Rong Mun đã sử dụng dầu hỏa trắng để tẩy dấu vân tay trên xác nạn nhân, nhanh chóng xông thẳng vào và bắt Rong Mun trong sự ngỡ ngàng của anh ta và bạn gái. Vu Tắc tiến hành tra hỏi Rong Mun vì sao cần gì mà phải mua dầu hỏa trắng nhiều thế. Kết quả được Rong Mun trả lời rằng mình đi mua hộ cô bạn gái. Cô bạn gái là họa sĩ tranh sơn dầu, dùng dầu hỏa để rửa cọ vẽ. Không tin, Vu Tắc liền mang tấm ảnh của những nạn nhân ra, nói rằng có phải anh ấy đã giết những người này không. Rong Mun bảo mình không phải kẻ sát nhân, nhưng camera đã ghi lại rành rành Rong Mun đã tới nhà những nạn nhân. Sau đó hôm sau thì cảnh sát phát hiện có người chết. Rong Mun nói rằng mình không hề nhớ mình đã tới những nơi đó. Kết quả Vu Tắc bắt đầu điên tiết, liền lao tới đánh Rong Mun túi bụi, ép cậu ta phải khai. Nhưng câu trả lời cuối cùng của Rong Mun vẫn là tôi không nhớ. Trong đầu Vu Tắc nghĩ rằng những tên thiên tài như này hẳn rất danh ma, liền dùng máy kiểm tra nói dối, dựa vào biểu đồ để phát hiện. Họ trình chiếu hình ảnh của những nạn nhân lên, hỏi Rong Mun có giết ai không. Chiếu từng ảnh một, cậu ấy vẫn lần lượt trả lời không. Máy kiểm tra nói dối báo rằng Rong Mun từ nãy đến giờ vẫn đang thành thật. Kết quả sau thời gian tạm giữ mà không thể kết tội Rong Mun giết người, Rong Mun đã được thả. Rong Mun đi ra ngoài và thấy Vu Tắc cùng con gái đang nói chuyện. Cậu ấy đã nói một câu khiến Vu Tắc nghi ngờ, con gái ông thật sự rất xinh đẹp. Sau đó Rong Mun mỉm cười một cái rồi đi về. Được biết sau khi nhận tiền hối lộ của Đông Bang, Vu Tắc đã có thể cho con gái đi nước ngoài du học. Cô ấy sẽ cất cánh vào sáng hôm sau. Vu Tắc đã quyết định sẽ ăn cùng con gái một bữa thật ngon để chia tay. Bỗng Vu Tắc nhận được cuộc gọi của công tố Ô nên phải đi một lúc. Đến lúc cô con gái đi học về, đang chuẩn bị ăn món ăn yêu thích thì bỗng có tiếng gõ cửa vào. Một kẻ lạ mặt đằng sau lén dùng dao đâm kết liễu cô con gái. Vu Tắc trở về trong mưa, khóc thảm thiết khi thấy con gái mình nằm bất động dưới đất. Sau cái chết của cô con gái duy nhất, Vu Tắc trở nên suy sụp, mất hết mục tiêu sống. Giờ ông ấy chỉ toàn nghĩ tới hận thù. Thậm chí Vu Tắc còn đến nhà của Rong Mun dùng súng định chút cơn giận của mình. Kết quả do hành động đã bị đình chỉ. Dù vậy, Vu Tắc vẫn muốn Rong Mun bằng mọi giá phải đền tội. Vì không có bằng chứng rõ ràng, Vu Tắc đã lợi dụng việc Rong Mun cùng bạn gái đang có cuộc sống rất khó khăn. Ông ấy đã mua chuộc cô bạn gái bằng khoản tiền 50 triệu won. Hãy đổ tội cho Rong Mun, nói rằng anh ta đã có ý định giết cô ấy nhưng bất thành. Với sự giúp đỡ làm bằng chứng giả của Vu Tắc, Rong Mun bị bắt ngay lập tức. Với những lời buộc tội mà cô bạn gái nói ra, Rong Mun hoàn toàn bất ngờ.
tòa án đã kết tội Jong Bum tù chung thân vì tội giết người. Sau khi đưa Jong Bum vào tù, ngọn lửa trong người Woo Tak không hề nguôi ngoai. Ông ấy muốn Jong Bum phải chết bằng mọi giá. Woo Tak đã đến gặp ông già trung gian, thuê một sát thủ giết Jong Bum. Ông già trung gian đã giới thiệu cho Woo Tak một tay sát thủ đang ở chung tù với Jong Bum, đó là Tae Soo. Sau khi xong tập 9 của Biệt đội Bất hảo 2014, chúng ta đã dần nhìn ra mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau. Liệu Woo Tak có phải trùm cuối gây ra mọi chuyện, triệu tập ba người kia vào Biệt đội Bất hảo với mục đích mượn tay Tae Soo và Ma Dong Suk trừ khử Jong Bum? Hãy đón xem video cuối cùng về bộ phim siêu hay này của Tẻm Review bạn nhé. Nếu thấy video hay hãy like và đăng ký, mà không thấy hay cũng hãy like và đăng ký để ủng hộ Tẻm. Hẹn gặp lại bạn trong những video sau.